bạn đây là đi muốn cho các bạn coi cái cây bầu, hai cây bầu mà bữa trước đi trồng nó tốt dễ sợ luôn. Hôm qua có một cái bông cái nó nở cho nên bị thụ phấn mà bị lấy nước đi bông các bạn. Bông lại tại vì hôm qua mưa bão ở đây giống như là gió khủng khiếp mưa lớn lắm cho nên đi bông nó lại như vậy để hy vọng là bảo vệ nó để cho nó đậu. Nhưng mà nó chưa có gãy hẳn thì cho nên vi cột nó lại, hy vọng nó sẽ không có bị hư ha. Nó chuẩn bị dần dần cho nó leo qua cái vàng này các bạn. Với hôm nay vi ra vườn thì sẽ thu hoạch được rau mùng tơi, với rau muống nó còn nhỏ nhưng mà chắc đi thu hoạch luôn tại vì muốn cho nó đâm ra những cái chồi mới á. Ở đây là mấy cây mướp đắng nè các bạn, nó phát triển tốt ha. Những cây mướp đắng này đi trồng trong cái bát này nè đó, mà phát triển thì thấy có vẻ rất là tốt. Hiện tại thì thấy bông cái không à, à bông đực không rồi chứ lộn, mà Vi cũng bấm đọt ngoài kia rồi đó, cho nên hy vọng là tới ngày tới tháng tới tuổi thì nó sẽ ra bông cái ha. Đây vì có một ít rau dền nè, mà tức cười lắm các bạn, vì trồng một chậu mà các bạn coi mắc cười không, một nửa chậu thì phát triển mà nửa chậu này nó không phát triển. Thôi vì cũng thu hoạch non luôn, phải sợ nó già đó. Ồ, có cái con gì đây nè, bé non nó ăn các bạn ơi, tại vì để Vi sợ nó già đó, ăn không có ngon nữa. Đây thì cũng có một chậu nữa, đi thu hoạch luôn chậu này luôn, nó đang còn nhỏ nhưng mà thu hoạch luôn cho nó non ha. Ồ nó non lắm các bạn, cái này luộc lên chấm nước tương hết sảy luôn á. Thường thường mấy cái rau á đi thích ăn vậy đó, luộc chấm nước tương nè, không có thích làm cầu kỳ. Rất là gió luôn, bởi vì hôm qua hả cây mướp của Vi nó gãy nè, cây dưa leo gãy tuyết dễ sợ luôn. Cây mướp đó là cây lớn nhất ở trong cái vườn, được lên tới đó rồi tự nhiên gãy mất tiêu cái đọt. Nó chưa lên tới vàng nữa các bạn mà đều bị gãy đọt rồi. Chắc là Vi không có thu hoạch rau muống nữa, tại vì Vi tưởng rau ít nhưng mà thiệt ra thu hoạch xong thì cũng được rổ giống vậy, luộc với ăn thịt kho cũng đủ rồi. Chắc rau muống vài ngày nữa Vi mới thu hoạch. Nè các bạn, rau muống thì đựng như đây nè, thì Vi nghĩ là thu hoạch á xong rồi nó sẽ đâm ra được những cái nhánh chồi thì nó sẽ nhiều hơn. Ở đây tự nhiên nó một có một cái cây rau dền nó lọt vô đây mà nó bự dễ sợ luôn các bạn. Trồng sau mấy cái kia luôn thì Vi để lấy giống luôn. Ok, thôi cảm ơn các bạn đã xem video của Vi nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye các bạn. Các bạn like, share và subscribe ủng hộ Vi nha. Bye bye. Giống các bạn ơi, nó bay hết trơn rồi, Vi phải vô nhà thôi.